Nước là một thành phần vô cùng quan trọng trong cơ thể con người, giúp duy trì sức khỏe của mỗi người. Và để thay đổi nguồn nước, Vietface TV xin giới thiệu máy lọc nước điện giải Kenjin, một sản phẩm tuyệt vời từ Nhật Bản, giúp tăng cường sức khỏe, cân bằng trạng thái cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa, gia tăng tuổi thọ, hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giúp đường ruột sạch hơn và hoạt động tốt hơn. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Phương Ngô qua số 0422 327 580. Hương Hạnh giới thiệu shop thời trang Polykiss, chuyên trang phục trẻ em cao cấp nhập khẩu từ thương hiệu LMV nổi tiếng của Hàn Quốc, lần đầu tiên có mặt tại Kapramata với giá cả phải chăng, mẫu mã đa dạng, đủ kích cỡ từ trẻ sơ sinh đến thành thiếu niên. Quý khách có thể đến mua hàng trực tiếp tại số 86 John Street 2166. Đối với khách hàng ở xa, quý vị có thể đặt mua qua trang web của chúng tôi. Mỗi chi tiết xin vui lòng liên lạc trên qua số 0425 434 868. xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, thông tin về tang lễ nữ hoàng tiếp tục là bản tin hàng đầu của tất cả các cơ quan truyền thông báo chí tại Úc cũng như trên toàn thế giới. Ngoài lễ tang nữ hoàng, sinh hoạt kinh tế cũng rất được quan tâm tại Úc sau khi thống đốc ngân hàng chữ kim tiến sĩ Philip Lowe đưa ra nhiều cảnh báo trong phiên điều trần trước Ủy ban Quốc hội vào thứ Sáu vừa qua. Tuy nhiên, thông tin tích cực là hàng triệu cư dân sẽ được gia tăng các khoản trợ cấp từ Centrelink kể từ tuần này. Trong khi đó về mặt an ninh quốc phòng, vai trò của đảo Guam và cảnh báo của Trung Quốc về cuộc cách mạng màu cam. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ hai, ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Vietface TV. Đầu tiên là tin đời sống hàng ngày. Hàng triệu cư dân được gia tăng trợ cấp kể từ tuần này, Centerlink loan báo. Theo nguồn tin news.com.au thì trong tuần này, hàng triệu cư dân Úc châu sẽ nhận được trợ cấp với ngân khoản gia tăng và đây có thể là sự gia tăng lớn nhất trong vòng 30 năm. Thông thường cứ mỗi năm hai lần, chính phủ gia tăng trợ cấp an sinh xã hội để điều chỉnh so với giá cả sinh hoạt là chỉ số CPI. Thí dụ cụ thể là cho những ai lãnh trợ cấp tuổi già thì ngân khoản này sẽ gia tăng lên mức 1.025.50 đô la cho những ai độc thân và cho một cặp vợ chồng là 1.547 đô la. Trong khi đó thì trợ cấp thất nghiệp sẽ gia tăng lên mức 677.20 đô la. Cấp cho cha mẹ đơn chiếc sẽ gia tăng thêm 35.2 đô la, nâng tổng số nhận được là 927.4 đô la. Thế nhưng, phát ngôn viên của Liên đảng đối lập về an sinh xã hội Michael Saka nói rằng chính phủ không có lý do gì đã khoe khoang sự gia tăng này vì đây chỉ là sự gia tăng đương nhiên tương xứng với chỉ số giá sinh hoạt. Sức khỏe nền kinh tế, giai đoạn đầu tư không đem lại lợi nhuận cao. Theo một chuyên gia trong ngành hưu bổng, bà Jean Stewart, tổng giám đốc của công ty Aware Super, thì nước Úc hiện nay đang bước vào giai đoạn mà thị trường lên xuống bất thường, và đây cũng là giai đoạn mà các đầu tư sẽ đem lại lợi nhuận thấp. Công ty hưu bổng ở West Super có số lượng tài khoản rất cao là 150 tỷ đô la và công ty này đã đầu tư vào thị trường thế giới cũng như thị trường nội địa. Nhắc lại là trong 12 tháng vừa qua cho đến ngày 30 tháng 6 năm nay, thị trường chứng khoán Úc Châu đã rớt giá mạnh. Chỉ số o Ordinary đã giảm 10% và chỉ số ASX200 đã rớt giá 12%, trong khi tại Mỹ chỉ số Nasdaq đã rớt giá 20%. Trong khi đó, thì phát biểu trước Ủy ban Kinh tế Hạ viện hôm thứ Sáu, Thống đốc Ngân hàng Chữ Kim tiến sĩ Philip Lâu nói rằng các chủ doanh nghiệp và người lao động cần phải chia sẻ nỗi đau của việc giảm áp lực giá cả. Tiến sĩ Philip Lâu đã đưa ra cảnh báo về lợi nhuận là tỷ giá có thể cần phải tăng thêm nếu các doanh nghiệp sử dụng lạm phát như một vỏ bọc để vỗ béo lợi nhuận của họ. Ông Philip Lowe còn nói rằng nước Úc cần phải đảm bảo tỷ suất lợi nhuận siêu cao không trở thành nguồn lạm phát lớn hơn cùng với tăng trưởng tiền lương cao hơn, điều mà ông cảnh báo cũng có thể khiến công việc của ngân hàng dự trữ trở nên khó khăn hơn nhiều. Bên cạnh đó, tiến sĩ Philip Lowe cũng cho biết là lợi nhuận doanh nghiệp đã tăng gần đây có liên quan đến lạm phát tăng vọt theo một số chuyên gia, nhưng có rất ít sự đồng thuận về vai trò của lợi nhuận doanh nghiệp đối với giá cao hơn trên phạm vi toàn quốc. Tiến sĩ Philip Lowe cho biết ông không thấy sự khoét sâu về giá, nhưng thừa nhận rằng các công ty đã không giảm giá nhiều vì nhu cầu tăng cao. Hơn 270 tỷ đô la tiền tiết kiệm được tích lũy trong COVID đang cách ly một số hộ gia đình khỏi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Nhưng dữ liệu ABA được công bố tại phiên điều trần hôm thứ Sáu cho thấy nó không được phân bổ đồng đều. Dữ liệu của ABA tiết lộ khoảng 80% số tiền tiết kiệm vượt quá đại dịch thuộc về các hộ gia đình trong 40% phân phối thu nhập cao nhất bầu cử tại Victoria, chính phủ lao động cam kết tăng ngân sách y tế, trình trang bệnh viện mang tên mới Elizabeth đệ nhị. Có lẽ tận dụng sự kiện nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và hiện nay đang được dân chúng tại Anh cũng như tại Úc bày tỏ sự kính trọng và thương tiếc sâu xa, nên chính phủ lao động tại Victoria quyết định trình trang bệnh viện Marunda nếu họ chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới và chính phủ đã hứa là bệnh viện được tân trang này sẽ đặt tên là bệnh viện Elizabeth đệ nhị. Theo đó, chính phủ sẽ chi tiêu cả tỷ đô la để tân trang bệnh viện này tại phía đông của Melbourne. Nhắc lại là vài ngày trước đây, Liên đảng Tự do Quốc gia ở thế đối lập cũng đã loan báo một kế hoạch tương tự với chi tiêu cả tỷ đô la thì lại bị chính phủ Daniel Andrews chỉ trích. Như vậy thì bất cứ đảng nào thắng cử và nắm chính quyền thì bệnh viện này cũng sẽ được tân trang. Cuộc bầu cử quốc hội tại Victoria sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 11 sắp tới và nếu dự án tân trang này được thực hiện thì việc xây dựng sẽ bắt đầu vào năm 2025 và bệnh viện mới với tên gọi mới là Elizabeth Đệ Nhị sẽ bắt đầu mở cửa vào năm 2029. Trong khi đó thì Liên đảng Tự do ở Thế đối lập đã xác nhận lại cam kết của họ trong lĩnh vực y tế. Kế đến là tin cộng đồng người Việt tại Victoria. Một cuộc bầu cử ban chấp hành cộng đồng người Việt tại Victoria đã diễn ra ngày hôm qua, Chủ nhật, tại nhiều khu vực của khu đô thị Melbourne, mà trụ sở chính là văn phòng cộng đồng người Việt tại Footscray. Trong nhiệm kỳ này, 2022-2025 có hai liên danh xây dựng và phát triển mà thủ quỹ là ông Nguyễn Quang Duy và liên danh phục hồi và phát triển do bà Nguyễn Ngọc Diệp đứng đầu. Tin giờ chót vào tối cử tri người Việt đi bầu và trong số này có trên 60% bầu cho liên danh ông Nguyễn Quang Duy, tức là số phiếu khoảng gấp đôi số phiếu mà liên danh bà Nguyễn Ngọc Diệp nhận được. Đây là kết quả tạm thời nhưng rõ ràng là liên danh ông Nguyễn Quang Duy đã chiến thắng với một thành phần của ông Nguyễn Quang Duy, ông Phó Quốc Vân, bà Nguyễn Thủy Vi, ông Tiêu Xuân Trang, ông Nguyễn Chí Nây Dân và bà Nguyễn Kim Hương. Hầu hết những người này đã sinh hoạt trong cộng đồng nhiều năm, có kinh nghiệm, có ngành nghề chuyên môn và học vấn tốt nghiệp đại học. Ngoài ra, một ban tư vấn và giám sát cũng đã được bầu gồm ông Nguyễn Văn Long, ông Trần Khánh Dư, như ông Lý Công Thạch, ông Trần Xuân Nghĩa và bà Kim Ánh. Tin pháp luật đời sống Con trai Thủ tướng Fiji bị buộc tội bạo lực gia đình ở Úc Con trai Thủ tướng Fiji Ratu Meli Bani Marama đã bị buộc tội hành hung, cố ý làm nghẹt thở, rình dập cùng các tội danh khác liên quan đến bạo lực gia đình tại một tòa án ở New South Wales. Theo báo Guardian, thì ông Ratu Meli Bani Marama, 36 tuổi, đã bị buộc 17 tội liên quan đến bạo lực gia đình. Trong số này có 5 tội về hành hung gây tổn hại thân thể, 2 tội về dình dập, 4 tội về hành hung thông thường, 1 tội phá hoại tài sản, 4 tội liên quan đến việc cố ý làm nghe thở và 1 tội về việc cố ý phát tán hình ảnh thân mật mà không nhận được sự đồng ý. Các hành vi phạm tội của ông Bani Marama được cho là diễn ra trong thời gian từ giữa tháng 2 đến tháng 5 năm nay tại Sydney. Ông Bani Marama đã bị bắt hồi tuần trước song hiện đang được tại ngoại. Cuối tuần trước một lệnh của tòa án đã cấm công khai tên của bị cáo là ông Bani Marama cũng như tên của nạn nhân. Tuy nhiên tại phiên điều trần ngày 16 tháng 9 vừa qua, tòa án địa phương ở thị trấn Windsor đã quyết định công khai tên bị cáo trong vụ án song vẫn không cho phép công bố danh tính nạn nhân. Tòa án tại Windsor đã đưa ra các cáo buộc chống lại ông Bani Marama vào ngày 15 tháng 9. Con trai thủ tướng Fiji đã không tham dự phiên tòa này, trong khi luật sư của ông Bani Marama chỉ xuất hiện qua trực tuyến bằng giọng nói. Dự kiến phiên xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 10. Ông Bani Marama là con trai duy nhất của thủ tướng Fiji Frank Bani Marama, người nắm quyền đảo quốc Thái Bình Dương này từ năm 2007 sau khi lãnh đạo một cuộc đảo chính quân sự một năm trước đó. Theo đài BBC, thì vụ việc của con trai xảy ra vào thời điểm nhạy cảm đối với Thủ tướng Bani Marama khi ông sắp phải đối đầu với cựu Thủ tướng Stevie Vena Rabuk trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2022 sắp tới. Cũng theo đài BBC, thì tại Fiji, Thủ tướng Frank Bani Marama đã bày tỏ sự lo lắng khi con trai ông phải đối mặt với nhiều cáo buộc bạo lực gia đình Úc. Ông Bani Marama nói rằng con trai tôi không phải là thành viên của chính phủ Fiji, đây không phải là vấn đề chính trị hay ngoại giao. Thủ tướng Fiji khẳng định trong một tuyên bố, nhưng ông nói thêm rằng ông và vợ rất quan ngại và lo lắng về các cáo buộc. Sau khi giao nộp hộ chiếu và nộp một khoản tiền bảo lãnh, Bani Marama đã được tại ngoại. Vụ án được hoãn lại và sẽ được tiếp tục xét xử vào ngày 13 tháng 10 tại tòa án Windsor, Tây Bắc, thành phố Sydney. An ninh quốc phòng, vai trò của đạo Guam trong kế hoạch phòng chống Bắc Kinh Đảo Guam chỉ là một điểm nhỏ nằm giữa Thái Bình Dương, tuy nhiên đảo Guam cũng là nơi mà Hoa Kỳ đặt căn cứ hải quân và không quân rất lớn. Tuy nhiên, trong mấy thập niên qua, đảo Guam có vẻ trải qua những năm tháng yên tĩnh. Cho tới gần đây, khi Bắc Kinh đã sản xuất được hỏa tiễn liên lục địa, thì đảo Guam đã trở thành một địa điểm trong tầm ngắm của Bắc Kinh. Về mặt diện tích, đảo Guam chỉ dài 50 cây số và rộng 20 cây số, nhưng lại là một căn cứ chính yếu của không quân và hải quân Hoa Kỳ. Đảo Guam chỉ có 170.000 người cư ngụ và phần lớn là giới quân nhân. Đảo Guam chỉ cách Đài Loan 2.700 cây số và cách Papua New Guinea chỉ có 2.000 cây số. Khoảng cách của đảo Guam với Tokyo và Manila cũng tương tự như vậy. Bởi lý do ấy mà đảo Guam ngày nay nắm giữ vai trò chiến lược quan trọng, đặc biệt là với sự đe dọa của Trung Quốc. Hiện nay thì Bắc Kinh và Bắc Hàn đều có khả năng bắn hỏa tiến đến đảo Guam. Liên minh Nga-Trung và cách mạng màu cam phải ngăn cản theo Tập Cận Bình trong cuộc gặp gỡ mặt đối mặt giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin tại Uzbekistan là nơi có hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Shanghai, hay gọi tắt là SCO, thì lãnh tụ Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo với Tổng thống Putin là các cuộc cách mạng màu tức là Color Revolutions cần phải được ngăn chặn để không xảy ra. Sở dĩ ông Tập Cận Bình lo ngại về các cuộc cách mạng màu này là vì điều đó đã xảy ra trong mấy thập niên trước đây, khi phong trào cách mạng màu đã nổi lên tại Bắc Phi và tại các quốc gia thành viên Liên Xô. Điều này chứng tỏ rằng ông Tập Cận Bình đang lo ngại là thế giới phương Tây có thể lại ủng hộ những phong trào đòi dân chủ và nhân quyền để làm suy yếu chế độ cộng sản tại Trung Quốc và các chế độ khác như tại Liên Bang Nga. Trong bối cảnh này, thì ông Tập Cận Bình đã đưa ra đề nghị là Bắc Kinh sẽ trợ giúp huấn luyện 2.000 viên chức công an để gọi là chống những phần tử khủng bố, nhưng trong thực tế là để chống lại những nhóm đòi hỏi tự do dân chủ và nhân quyền. Trung Á, bao gồm một số quốc gia cựu thành viên Liên Xô, hiện nay cũng là địa điểm mà ông Tập Cận Bình đang mở rộng sáng kiến vành đai và con đường. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào lúc 10 giờ sáng ngày mai.